Chúa thương yêu dành cho chúng ta. Và chúng ta đem cho Ngài những cái ngày tĩnh tâm sắp tới, như cho Ngài những ước mơ thiết tha nhất của mỗi người chúng ta. Và chúng ta cầu nguyện cho mình, cũng như cho những người xung quanh, những anh chị em chúng ta đang cần cái ơn của Thiên Chúa chịu lành và cao ban cho chúng ta tiếp theo. Chúng ta bước vào cái kỳ tĩnh tâm này,
nhiên. Tất cả mọi chuyện để nhờ ơn của Chúa. Ơn Chúa nhiều người đang cầu nguyện cho chúng ta. Khi đi được về đây để chia sẻ những kinh nghiệm ba người này. Và nếu còn mong anh chị em cầu nguyện cho tôi nhé. Để những cái gì tôi cảm nhận được từ Chúa yêu thương của mình. Tôi có kinh nghiệm. Và Chúa thương không? Người cho hơn mình tưởng. Và nhìn vào thập giá chủ đề rồi mỗi ngày mình thấy rằng con cứ xin đi. Và Chúa cho con hơn biết chịu nào. Nhưng mà xin cho con có cái lòng tin để nhận ra rằng các Chúa cho, cái thời điểm Chúa cho luôn luôn tốt nhất cho con. Dù con chưa hiểu. Còn cái hình ảnh của nước mẹ có lẽ đau thương lắm như cái thập giá ôn sát của Chúa Kitô. Con của mẹ. Tôi có ai ngờ rằng cái lời của mẹ cầu nguyện từ khi sinh con mình ra như con mọi đời dìu dắt con khôn lớn và vừa đã cho con của mẹ trở thành diện viên của những ngày sống lại lắng nghe và suy nghiệm trong lòng với tất cả mọi tin. Cái điểm thứ nhất trong lòng tin của mình và cái đời sống cầu nguyện với Chúa. Thương nhau lắm mà không có giờ được với nhau sao? Con có nghĩ yêu chưa? Không có giờ nói chuyện, không có gần với nhau được. Mình mong ước được gần, được chia sẻ, để hiểu nhau hơn, để thương nhau hơn. Cái cầu nguyện là cái phương thế để mình không phải để Chúa hiểu mình. Chúa biết mình từ tầng thâm sâu của cõi lòng, nhưng mình chưa hiểu Chúa, chưa biết tất cả yêu thương Chúa muốn dành cho mình. Và cái cầu nguyện là phương thế để chúng ta từ từ khám phá ra con tim của Chúa dành cho mình chỗ nhà. Và thưa anh chị em, hãy dành nhiều với ngài cầu nguyện để Chúa hướng dẫn cuộc sống của chúng ta. Trước khi mình làm việc, trước khi mình nói cái lời nào cho nhau, có bao giờ mình dâng cho Chúa không? Ngay cả khi mình muốn dâng lắm, muốn giải quyết vấn đề, có khi nào những người ta nói đó, hãy nói với Chúa cái điều mà mình muốn nói với người khác. Trước khi chúng ta làm cái gì với nhau, hãy nói qua với Chúa trước. Và Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta. Và thưa chị em, không phải chỉ có khi mình cần, mình mới cầu nguyện. Khi mình gặp nạn, mình mới đến với Chúa. Khi con gặp nạn, nếu con đang mang tâm tình của Chúa, thì con sẽ nói chuyện với Chúa, ta biết tâm tình khó khăn. Vì con đã sẵn sàng, con kịp Chúa rồi. Khi cần cái cầu nguyện đó, xin chúng ta không phải chỉ có cầu nguyện cho chính mình. Một cái điều mà tôi vừa mới gọi chúng ta tối hôm nay rất riêng, chúng ta không cầu nguyện riêng cho mình và nghĩ rằng con cần cầu nguyện để con được Chúa ban cho con ơn. Chúng ta cầu nguyện trong cái liên đới với anh chị em. Tôi nghĩ là tối hôm nay từ 9 giờ cho đến 10 giờ chúng ta sẽ có hòa giải phải không? Thì con xin cho cái gì? Xin tha thứ cho con. Đó không? Tôi thấy cho con hai cái đầu lên đầu. Chúng ta có xin tha thứ cho mình không? Và có bao giờ anh chị em đi tới trong cái buổi hòa giải cộng đoàn đó, có bao giờ mình quỳ xuống và nói với Chúa, con xin Chúa cho anh chị em của con cũng được hiểu này. Có khi nào mình cầu nguyện cho nhau, cùng cho cha dạy tội, để cha biết lắng nghe và hiểu, để giúp cho giáo dân được trở về với Chúa. Cùng cho những tâm hồn họ chưa có sẵn sàng trở về với Chúa, để họ mở rộng lòng ra và họ được cùng chúng ta gặp lại Chúa của tình thương.
mình tới với Chúa cầu nguyện, và mình tới và mình cầu nguyện cho nhau. Đây trên bàn một mình buồn, hãy cùng nhắc nhiều nhau lên. Còn rất nhiều người đang cần mình cầu nguyện để cho họ được ăn năn cho mình. Và Chúa đang chờ để chúng ta sống cái tinh thần biết đời nào, cũng như mình tới như thế. Còn lại có những người tôi còn nhớ, anh là linh mục của tôi ở bên vùng miền Đông, cứ 3 tháng là tôi một lần. Vui tất mọi ngày, ngày đầu vui, ăn uống với nhau, ngày thứ hai bắt đầu buồn, ngày hôm chia sẻ, thì đời linh mục, những buồn, những vui, những khát vọng, những ước mơ. Rồi sau đó, thánh lễ, rồi trở về. Và tôi nhớ có một lần, tôi một anh em linh mục, cái ngày cuối cùng, tự nhiên có cái cả nhóm đường hai mươi năm một tôi muốn có một điều tâm sự hiện nay. Khi tôi tới ngày hôm nay, tôi tới đây dịp này cách đây 3 ngày, tôi chỉ muốn tới để từ giã nhau thôi. Đời linh mục tôi thấy cô đơn và tôi thấy có nhiều khó khăn thất bại, và tôi chỉ muốn tới từ giã để khi tôi về tôi phải hỏi linh mục, tôi xin được cha cho tôi trở về. Những 3 ngày sống 3 ngày chúng ta cầu nguyện, chúng ta chia sẻ, và tôi cảm thấy rằng sự dẫn thân của anh em, kiên tình của anh chị em, anh em cái lời cầu nguyện của anh em đã làm cho tôi nhận ra được, tìm gặp lại cái lý tưởng linh mục của tôi, và anh em cầu nguyện cho tôi để tôi tiếp tục sống sát tín hơn, với cái lưỡi ớt niềm tin mạnh hơn. Linh mục đó bây giờ tuyệt vời, hiện thân nhờ cái gì? Nhờ cầu 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 nguyện cho nhau. Đừng có nghĩ rằng mình không quan trọng. Mỗi người có một cái chỗ đứng rất quan trọng ở Chúa giao cho trong khái đó. Và để mình tới với Chúa cầu cho nhau, hãy tin rằng lời cầu nguyện Chúa sẽ biến đổi tất cả vì tình thương của Ngài. Điều như tôi hôm nay nhìn với anh chị em, tôi tin rằng ơn Chúa cho chúng ta nhiều lắm. Tôi mới được cái Facebook message, tôi nói rằng tôi hôm nay cùng đoàn thanh niên Việt Nam tại Richmond, Virginia có tình tâm 3 ngày, xin cầu nguyện cho chúng tôi. Và rất nhiều người nói con sẽ cầu nguyện cho cộng đoàn của cha. Ở nơi Chúa ban ơn cho mình, mọi chuyện sẽ thay đổi. Mình có tin điều đó. Không phải chỉ là một người được trở về, mà cho cộng đoàn của chúng ta trở thành một cộng đoàn có niềm tin để xây dựng giáo hội. Để nếu tất cả chúng ta trở thành núi làm nên, thì Richmond không thể nào như ngày xưa được. Để Chúa đến để biến đổi tất cả chúng ta. Mình có tin điều đó. Thì thứ hai chúng ta xem với nhau lại và tự xét và thấy rằng tình thương của Chúa chiến thắng tất cả, và Chúa chủ động trong mọi cái hoàn cảnh sống của mình. Một khi Chúa tạo dựng trời đất vũ trụ thì cái chuyện của mình chỉ là chuyện nhỏ, phải không? Chỉ là chuyện nhỏ. Và do đó chúng ta đi tới quyết định, thì khi mà xem cái thứ hai là xét, cái thứ ba là chúng ta làm. Cái làm là chúng ta phải trở về với cái cốt lõi của đời sống đức tin, cái cầu nguyện. Cầu nguyện không phải chỉ có cho chính mình mà cho tương lai nữa. Trong cái lòng tin rằng nếu chúng ta cầu nguyện, Chúa sẽ lắng nghe lời của chúng ta. Và hãy cầu nguyện với tất cả cái tâm lòng của mình. Không phải cầu nguyện để xin cho con được chữa lành, xin cho con đừng có bị đam mê nữa, những cái gì xấu, xin cho con được tai qua nạn khỏi. Nhưng hãy cầu nguyện cho mình để trở thành như là một mẹ Teresa, nhìn vào để thấy được cả một cái sức sống đức tin. Cầu nguyện như để trở thành như là một
hồng y nguyện văn thường thì thiết tha sống cho người, cho quê hương giáo hội. Mình đã lỡ sinh là người Việt Nam rồi, tại sao không thương quê hương của mình? Thì khi mình cầu nguyện, đừng quên quê hương của chúng ta. Giáo hội của chúng ta lớn hơn cái cộng đoàn ở đây. Giáo hội chúng ta trải dài, trải rộng, và Chúa giao cho chúng ta cái sứ mạng phải quan tâm, phải cầu nguyện với trời cho nhau. Để rồi chúng ta trở thành qua cái sự sống đức tin mạnh mẽ đó, có Chúa trong lòng, có anh chị em của chúng ta mỗi cộng tác, mình có cái niềm vui để chia sẻ, và họ nhìn thấy nơi gì, họ thấy nơi gì cái gì. Sẽ có ngày anh chị em nằm xuống, từ khi vào sáu tấm đức, thì mình muốn người ta đặt trên cái mồ của mình cái hàng chữ gì, có cái gì biểu lộ cái con người của mình, có cái gì đặc biệt với mình mà mình muốn lưu lại. Thì gia tài để lại cho đời cũng phải bao nhiêu tiền mình có, những gia tài để lại cho đời mà con của mình, người thân của mình, những người xung quanh nhìn lại được là cả gì đã biến đổi cuộc đời của họ. Thì lòng tin của mẹ, thì yêu thương của Francisco thường, cái tiếng hát của mẹ Maria để lại trong lòng của chúng ta thì xin thầy để lại cho nhau, và xin cho mình trở nên một cái ngọn lửa sáng với tất cả cái lòng tin. Nếu tâm hồn của mình, gia đình của mình hôm nay mất đi cái nụ cười, lòng của mình đã tắt đi rồi, cái nhiệt tình của ngày xưa, của thời mình miệt mài hiện thân, xin cho mình sống lại thì cái ngọn lửa mãnh liệt đó. Và hãy cầu nguyện là cái bước đầu tiên trong cuộc sống của chúng ta. Vì gì mình cảm thấy quan trọng nhất trong cuộc đời? Vì mình có thể can đảm đời của mình. Đây là cái điều ông cần. Con xin chịu ăn cho ông. Và trong một cuộc chiến. Bây giờ con mình chúng ta được đứng lên một cái. À, con lại một bài người đã thuộc rồi nhé. Sẽ có bài dài lắm nhưng mà có bốn cái câu thôi. Bốn cái câu này nó hay lắm. Bạn có muốn nhiều mà đáp với tôi không? Tôi muốn không? Ai nói là muốn thì amen một cái. Amen. Nhỏ quá. Amen. Bây giờ nhé, lên xe thôi. Có bốn câu. Lôi mời vòng tay Giê-xu. Tiếp vào tiếp. Tiếp một tay nhé. Nơi mai vòng tay giáo hội, nơi mai vòng tay chúng mình, nơi mai vòng tay yêu thương. Chị em, cô chị em, đúng rồi, chúng ta sống đức tin của mình á, không phải chỉ có cho riêng cá nhân của mình, nhưng mà mình nối kết vòng tay xây dựng, vì thuộc về giáo hội là thuộc về gia đình. Amen. Chúng ta bắt đầu nhé. Nôi mai vòng tay Giê-xu ai một. Nôi mai vòng tay Giê-xu. Câu thứ hai. Nôi mai vòng tay giáo hội ai một. Nôi mai vòng tay giáo hội. Nôi mai vòng tay chúng. Nối mãi vòng tay yêu thương. Nối mãi vòng tay yêu thương. Từ đầu nhé. Nối mãi một. Nối mãi vòng tay Giê-xu. Nối mãi vòng tay giáo hội. Nối mãi vòng tay chúng mình. Nối mãi vòng tay yêu thương. Và chúng mình á, chúng ta nối tay nhau. Có sợ được tay không? Và do đó vòng tay yêu thương thì chúng ta giơ cao lên nhé. Nối mãi 2, 1. Nối mãi vòng tay Giê-xu.
đôi cao ngồi, đôi mai vòng tay chúng mình, đôi mai vòng tay yêu thương. Tất cả bên này, bên phải quay, bên này bên trái quay, hãy nhìn nơi nhau cái khung mặt tình thương mà Chúa trao cho nhau nhé. Tất cả chúng ta 2, 1. Đôi mai, vòng tay Giêsu. Đôi mai, vòng tay giáo hội. Đôi mai, vòng tay chúng mình. Đôi mai, vòng tay yêu thương. Vỗ tay một cái kia. Kệ, như thế này. Chúng ta sẽ có hai câu hỏi để chia sẻ với nhau, cho cái nhóm đó. Nha, hai câu thôi. Và khi chia sẻ thì có cái gì nói với nhau thì hãy trao với nhau như món quà, đừng có đưa lên internet. Amen. Đừng có đưa ra khỏi nhà thờ. Cầm tay nhau hứa đi. Được chưa? Được chưa? Ai mà báo ra ngoài là có. Được rồi. Thôi bây giờ như thế này. À, thì còn tuy nhiên. Có một người, khi tôi nói đó, thì con người của Chúa đó, thấy rõ cái tình thương của Chúa đi thì chúng ta đó, hiện tại sống với người nghèo. Chính vì Ngài sống cho người nghèo, gần với người tội lỗi, mà Chúa bị chết. Vì Chúa đi ngược lại con đường của đời đó. Thì nơi Chúa đã cảm cái tình ảnh của một cái đứng trong lời Chúa xin của người. Như tôi kể lại, nhìn vào cuộc đời của Hồng Y Phượng Francisco là con người sống trên giáo hội quên. Nhìn từ đời của mẹ Teresa, nó biểu lộ tất cả cái tình thương của Ngài. Để cho anh chị em có cái gì trong lòng của anh chị em. What is the one thing in life? Cái gì quan trọng nhất trong cuộc đời của anh chị em phải trở về tiếp thân nhất? Tìm cho mình, thể hiện ra tối nay cái gì là cái mình thật sự thiệt thắng, cái gì là cái tối quan trọng nhất. Mà khi bão tố có đến, khi mọi chuyện từ đất tích đất lực đến xảy ra, mình chỉ bám vào cái áo, cái đó là cái gì? Nói lên chỉ một người của mình. Và nó biểu lộ qua cái gì? Tình thương của mẹ đã biểu lộ qua mẹ Teresa, qua cái việc Ngài đã từ bỏ quê hương của mẹ để rồi lăn mình vào trong những ngõ ngách của căn cứ ta. Ý tưởng đã thể hiện qua cái hành động và trong cuộc đời của mình có cái gì quý nhất, có cái gì ý nghĩa nhất, và mình đã thể hiện cái điều đó trong cuộc sống của mình. Qua cái tôi nhớ tới một cộng đoàn nhỏ, tôi gặp cái vùng lớn đầu khoảng chừng 130 anh chị em trong cái làng đó. Và cái ngày tôi về chúng ta cách đây khoảng năm, cái gì mà của họ đi 70 cây số để tới nhà thờ dự lễ. Cái tin nặng của một người linh mục thì gọi đất trước phân quà của các người địa phương. Họ muốn hạ bề cả thì nguyên lượng mà ngài mới xây, họ muốn phá đi. Họ nói rằng các người phá cái đó biết hơn, anh cứ phá cái đó đi. Và người linh mục đã nói, tôi là linh mục công giáo và chúng ta không
có phá, chúng tôi chỉ xây dựng cái lòng tin và cái thiết tha cho giáo hội, làm cho người dân chúng ta không có sợ hãi và nhận lại cuộc đời của mình. Thưa đoàn kết, tâm lòng của mình đã bị ảnh hưởng đến thiết tha nhất, chỉ nghĩa nhất. Amen. Chúng ta còn một phút nữa nha. Ai chưa nói cố gắng làm sao để cho người nào chưa được nói thì cố gắng chia sẻ nha. Cái phần này tôi luôn luôn tôi thấy nhiều người rất là phê. Và bây giờ tôi đề nghị mỗi nhóm, nhóm nào vào volunteer trước, xung phong trước thì được trước, ai là được nói là được đúng số nha. Và tôi đề nghị chúng ta được nói có một phút rưỡi thôi. Amen. Và cha nhân ơi, thấy cha cười dễ thương lắm. Ai mà quá một phút rưỡi thì là cha bắt chuông được không nha. Vì chúng ta sẽ có những người nói. Amen. Rồi bây giờ đó, ai muốn nói liền thì nói cho cái nhóm của mình, không cần thưa. Nghe khi nói là nhóm của chúng tôi có mấy người và đây là câu trả lời của nhóm, nhưng nó thôi và xin vào đây liền. Amen. Rồi bây giờ ai nói trước? Trời ơi, làm sao ghê. 1, 2. Bắt đầu đến nhà. Ôi chào. Mấy người đã nghe rồi, chị về hồ. Nhóm của con là 5 người. Thống nhất là chúng con chia sẻ là cái mơ ước thứ nhất và quan trọng nhất, và nói chung là tình yêu. Chúng con mơ ước cái tình yêu và có tình yêu. Đạo Công giáo của chúng con là đạo yêu thương. Chúa Giêsu cũng yêu chúng con, cho nên Chúa Giêsu mới xuống để mà chết và cứu cầu cho chúng ta. Một trong gia đình vợ chồng yêu thương nhau, rồi hy sinh cho nhau. Mình yêu, mình có tình yêu thì mình mới làm tất cả các cái việc không mệt mỏi để lo cho những người thân yêu của mình, con mình, rồi những người xung quanh, rồi trong cộng đoàn ta. Nếu mà có tình yêu thì sẽ đoàn kết. Nói chung là chúng con, nhóm của chúng con là quyết định là tình yêu. Đây là cái tâm đắc nhất nữa, là cái mà gọi là number one, mà ý nghĩa nhất, mà đi khi mình chỉ nằm xuống đó, người ta nói là ổn định và yêu. Không có thương, đặt vấn đề. Xin mời mấy thầy có nhìn mặt một cái, nhớ thương. Cái nhóm của con chỉ có 3 điểm. Thứ nhất là phải có vui giữ Chúa trong cuộc đời, vì nếu có Chúa thì sẽ vượt qua được mọi sự khó khăn và củng cố niềm tin. Với lại tin tưởng là Chúa quan phòng và cầu nguyện cho mọi người, thì Chúa sẽ lo liệu hết cho mọi người và cho cả nước, cho cả chính mình nữa. Đó là cái ba điểm. Thứ nhất là có Chúa trong đời sống, trong niềm tin. Cái thứ hai là gì? Cầu nguyện cho tha nhân. Cầu nguyện cho tha nhân. Còn thứ ba là gì? Thứ ba là Chúa quan phòng. Chúa quan phòng. Củng cố niềm tin. Và cần phải củng cố niềm tin mọi lúc. Bằng cách nào? Bằng cách cầu nguyện cho mình và cho nhau. Cho mình và cho nhau, khen cùng dễ thương rồi. Bước kế chúng ta là 12 tuần nhá. Và tuần thứ 3 đó, từ đây trở đi đó, thì đứng lên và nói cho bà con biết đội tôi có 5 người và 5 người đó tên là gì. Amen. Thì chúng ta có tuần đoàn phải biết nhau. Thì nó tên là gì? Thì nó làm sao này? Nhắc một cái tên kia. Lý, Đêm và Câm. Amen. Rồi chúng ta là gì? Cái cốt lời nhất là đức tin. Có đức tin là có tất cả. Chỉ có một hồn cốt.
và đức tin đó thể hiện qua cái gì? Bà con nhớ hai câu, cái gì quan trọng nhất và thể hiện như thế nào? Đức tin đó thể hiện qua lời cầu nguyện và phó thác tất cả cho Chúa. Giáo sư này hay thiệt. Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay. Và thế nhất,
thì đó là cái điều và những cái chồng chỉ thích vẽ cầu điểm là thích làm thơ thôi. À, đây là cái chồng nhạc. Yeah. Đó là những gì mà nhóm thì còn chia sẻ với nhau. Và một người nữa thôi. Và Sơn nói gì? Con hoàn toàn không có biết tên ai hết. Vậy thì mỗi người chúng con đều giới thiệu tên. Con tên là Hùng. Em tên là Kỳ. Anh Trường. Như vậy là tất cả chúng ta đều đã nghe được cả tôi giới thiệu nhóm của chúng con khá là ở chỗ là chúng con không phải là thủ giáo. Và cha có cái kiểu ba chân. Hôm nay cha cho chúng con một cái kiểu, một cái chân, đó là kiểu cầu nguyện. Vậy thì nhóm của chúng con rất cần sự cầu nguyện của tất cả anh chị em trong cộng đoàn. Một người đi lễ hàng ngày và ông xã cũng đi lễ, nhưng mà hoàn toàn chưa có tiến đến với đức tin của công giáo. Còn một anh bạn thì đang và chuẩn bị lãnh bí tích chuyển tội và thêm sức trong cái kỳ lễ phục sinh năm. Vậy thì công đoàn xin mọi người khẩn thiết cầu nguyện và cầu nguyện để cho chị bạn có thể tức là chị học là có thể sẽ cố gắng đưa anh về Chúa. Thì con cũng chia sẻ với chồng nhóm rằng khi chúng ta học về là vì anh ấy nói rằng là anh ấy đang cần cái tổ chức không thể anh nghĩ là cái chuyện học của Chúa nó không còn không ít nữa. Nhưng mà con chia sẻ với chị khi mà chúng ta học về Chúa thì cho dù chúng ta bao nhiêu, cho dù kiến thức ta lớn đến cỡ nào thì học về Chúa vẫn không bao giờ vô ích. Lôi mai vòng tay Giêsu, lôi mai vòng tay giáo hội, lôi mai vòng tay chúng mình, lôi mai vòng tay yêu thương. Cùng vào này mới tập mà cùng hầu hay gì, vỗ tay nhé. Ta vào trong phòng vệ sinh của McDonald. 5 phút sau đi ra, anh ta quay mới có thêm một người customer mới cho Stefan. Cái cửa hàng trong đó không phải chỉ có đi vệ sinh, mà ta khi đổ tay làm quen với khách và mời cùng vị khách. Bán insurance, bán ngay trong phòng vệ sinh. Và anh ta cách đây 6 năm là người Việt Nam number one salesman của Stefan. Một cái hạt lắm. Là nơi người ta ăn ăn lúc luôn đi đâu thì một cái đi vệ sinh cùng nghĩ tới cái chuyện mình phải bán insurance. Mình cái gì mỗi một năm cuộc đời của mình. Và mình chỉ mong rằng mình sẽ là number one salesman cho Chúa. Nhưng cái điều đó nó có thể hiện trong cuộc đời của mình không? Trong cái cầu nguyện của mình đó là cầu nguyện để như một cái tục lệ, như là một thói quen, hay là cầu nguyện với tất cả tâm lòng của chúng ta, qua cái tư cách, qua cái tâm tình mình để lại cho con của mình, vì gia tài thiên nhiên không phải vì bằng sữa mẹ tình cha mà thôi, nhưng mà cái nguồn niềm tin để lại cho con và họ, chúng nó có nhìn thấy mình cầu nguyện không? Chồng hay vợ có thấy người thân của mình cầu nguyện không? Anh em trong dòng có thể nâng vị anh em của mình một gương giúp cho mình cầu nguyện gần Chúa hơn không? Hay chỉ là một cái thói quen mình đi lễ hay là tham dự thần lễ, mình đọc kinh hay là mình cầu nguyện, có những kính đọc vì như một thói quen. Mình nhớ mình chưa được cái điều đó.
nếu mình chưa phải là thành viên của ban salesman cơ Chúa, thì buổi hôm nay xin Chúa cho mình để ơn đồng cầu xin cho cái điều này. Mà nếu mình tin rằng có Chúa là mình có tất cả, nếu Chúa là mẹ sống đời của con thì xin cho mình có Chúa. Xin với tất cả cái lòng của mình, cái tin tha của mình, tối hôm nay. Toàn thân thương soi ta tôi và dẫn đưa chúng ta đến dưới sông muôn đời.